Để động viên tinh thần các em nhỏ vẫn đang phải từng ngày chống chọi với bệnh tật, thì ngày hôm nay Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức Tết thiếu nhi 1 tháng 6 sớm với chương trình Ngày hội của bé, gồm nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như là ca múa nhạc hay ảo thuật. Cùng với đó là các gian hàng trò chơi dành cho các bệnh nhân nội trú và ngoại trú. Tại ngày hội năm nay, thì ban tổ chức cũng đã trao tặng kinh phí chữa bệnh cho 30 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cùng gần 2.400 suất quà tặng, hỗ trợ hàng chục ngàn suất cơm và cháo miễn phí với kinh phí lên đến con số gần 700 triệu đồng.